Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy scan A3, scan hai mặt tự động, tốc độ có gọi là nhanh, siêu nhanh luôn các bạn. Của hãng Fujitsu, model là FI7460. Cái máy này là của một anh khách hàng mang qua nhờ mình kiểm tra và sửa. Với một cái lỗi, đó là khi để ở chế độ scan một tờ một á, thì máy scan bình thường không vấn đề gì. Nhưng mà khi gạt qua cái chế độ mà scan nhiều tờ, là máy cái bộ cơ nó bị kêu cạch 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 rồi nó không quấn giấy và nó báo lỗi các bạn nhé. Đây là cái lỗi anh ấy mang tới nhờ mình sửa. Và mình cũng xin lỗi các bạn luôn là cái video này là cái video mà mục đích của mình làm video quảng cáo sửa chữa là chính, chứ không phải là video hướng dẫn sửa chữa các bạn nhé. Mình phải xin lỗi các bạn ngay từ đầu. Vì đối với những cái dòng mà máy scan Fujitsu, những dòng đời cao cấp thế này ấy, để mà hư hỏng và sửa chữa nó không phải đơn giản đâu. Nó rất là bền, nhưng mà khi nó hư hỏng này nọ thì cái đồ linh kiện thay thế cộng với cái việc mà sửa chữa tìm ra bệnh rất là mất thời gian. Vậy nên mình không thể chia sẻ các bạn được những cái quá trình mình sửa chữa được, vì nó có mất rất là nhiều thời gian, có thể là nửa ngày cả ngày hay gì đó, thì mình tìm hiểu nguyên nhân rất là lâu. Vậy nên cái video này là cái video mục đích là quảng cáo. Quảng cáo là mình nhận sửa máy scan Fujitsu, và cái sự cố hôm nay đó là cái lỗi quấn giấy scan một chế độ scan một tờ thì ok, nhưng chế độ scan nhiều tờ là nó bị lỗi. Bây giờ mình sẽ gạt qua chế độ scan nhiều tờ này, mình sẽ scan thử cho các bạn xem này, cái tình trạng này, cái khay giấy của khách bị gãy rồi các bạn nhé. Đây này, khay giấy bị gãy rồi này, mình để là vào vậy thôi chứ nó gãy ở trong rồi đó, mình cũng sẽ phải độ chế lại cái khay giấy để cho nó ok. Rồi bây giờ mình sẽ scan thử. Trước khi sửa thì nói chung là mình cũng scan thử cho các bạn thấy được các cái lỗi của máy, rồi sau đó mình sẽ tiến hành sửa chữa, và kết quả sau này là mình sẽ báo cáo lại các bạn. Đó. Các bạn chờ xíu. Rồi. Nick và folder. Đấy, hai trang các bạn này, mình để cả một sấp. Đây này, mình để cả một sấp nhiều tờ này, nhưng mà nó quấn một lần nó ra luôn. Vì khi các bạn để ở chế độ một tờ á thì có bao nhiêu giấy các bạn bỏ vào nó quấn một lần ra hết luôn. Đó, đây có hai trang. Nhìn chung là máy thì scan vẫn còn đẹp các bạn nhé. Máy scan vẫn còn đẹp. Có điều là đó là scan chế độ một tờ. Giờ mình tắt đi này. Bây giờ mình sẽ scan chế độ qua chế độ nhiều tờ này cho các bạn thấy này. Mình sẽ bỏ giấy vào này. Mình gạt qua các bạn nhé. Đó, mình gạt qua chế độ nhiều tờ rồi đây này. Bây giờ mình sẽ nhấp vào scan thử. Các bạn để ý tiếng kêu này. Đó, các bạn thấy không? Nó kêu rồi nó không quấn được giấy luôn, giấy nó chỉ nhích thôi chứ nó không quấn được, và máy nó báo lỗi. Nhìn chung là nó báo lỗi đúng tùy hứng các bạn nhé. Hiện tại thì nó đang báo lỗi là G50 thôi euro, còn nhìn chung là những cái này không quan trọng các bạn nhé, vì những cái lỗi mà mình đã thấy có dấu hiệu kêu rồi không quấn được giấy này nọ thì sau đó nó báo cái giấy này nọ thôi chứ không có gì cả. Đó, đây là cái lỗi mà khách mang qua để nhờ mình kiểm tra và sửa. Và nữa, cái khay giấy của khách này rụng rời hết rồi các bạn, đây này, gãy hết rồi này, đó gãy hết rồi này. Và bên trong này á, vừa gãy cả đây luôn các bạn này. Đó. Và bên trong này thấy nó rụng rời tùm lum các bạn này, nó rụng bên trong rụng tùm lum hết rồi này. Và mình cũng sẽ phải chế lại cái khay này làm sao để cho nó hoạt động chân chu được như lúc ban đầu các bạn nhé. Không như lúc mới, nhưng lúc ban đầu. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là trong nó gãy tùm lum bên trong rồi này. Rồi, đó là nhiệm vụ của mình, hai cái, thứ nhất sửa phần cơ và thứ hai nữa là sửa cái khay giấy cho khách. Chứ khay này giờ mua không phải rẻ tiền đâu các bạn. Vài trăm ngàn cả triệu bạc đôi khi còn không có để mua đấy. Rồi. Đó. Tạm thời video là mình sẽ tới đây thôi, rồi sau đó là sửa xong này còn này nọ mình sẽ báo cáo các bạn sau nhé. Cảm ơn các bạn. Vậy là sau hơn 3 tiếng đồng hồ kiểm tra và sửa chữa thì hiện tại bây giờ máy sẽ ok rồi các bạn. Mình nãy giờ scan thử rất là nhiều rồi, scan hơn 200 bản rồi đó, để mình kiểm tra cái bộ cơ nó hoạt động. Bây giờ mình sẽ scan lại để cho các bạn xem nhé. Mình scan sổ đi rồi mình scan lại này. Nguyên nhân của nó là cái bộ cơ nó bị bể các bạn. Do cái khả năng là cái dòng này tốc độ rất là nhanh, rồi trong quá trình nó đang chạy nó vận hành rồi là có cái vật gì cản vào bộ cơ, nó dẫn tới việc bể bộ cơ thôi. Và mình đã kiểm tra và sửa. Nhìn chung là mình phải độ chế lại đấy các bạn. Cái dòng này cái linh kiện thay thế rất là đắt, và kiếm một khi cũng không đơn giản đâu, không phải cứ muốn kiếm là có đâu. Vậy nên là cái giải pháp là phải độ chế lại. Chứ còn kiếm đồ thay thế thì nói thật các bạn hơi khó đó. Còn nếu vào hãng thì chi phí sửa chữa không phải rẻ. Nếu vào hãng người ta thay này nọ, cơ này nọ, đôi khi chi phí và tính tiền cả chục triệu là chuyện bình thường các bạn. Vì cái máy này mới tới gần 100 triệu cơ. Còn đối với mình sửa chữa độ chế thì mình chỉ có vài trăm ngàn thôi. Đó, cái đó là mình nói thật. Các bạn đã theo dõi kênh của mình lâu rồi thì các bạn cũng biết
nguyên tắc của mình đã sửa chữa độ chế, không độ thì thôi, đã độ thì phải làm cho tốt, độ cho tốt chứ không phải độ vớ va vớ vẩn để mà xài được vài bữa là hư lại. Cái đó thì mình không làm các bạn nhé. Một là làm tốt, hai là mình trả máy chứ mình không có làm linh kinh. Và đây là mình cũng không ngại nói với các bạn là phải độ chế, mình không ngại, không giấu giếm cái đó các bạn. Chứ những dòng máy cao cấp thế này á, kiếm đồ thay không phải dễ. Đó, rồi chạy rất là ok. Mình sẽ cho tiếp vào các bạn này. Và mình cũng muốn muốn nói với các bạn thế này này. Các bạn sử dụng những cái dòng máy scan cao cấp á, khi các bạn cần sửa thì mình khuyên các bạn nên mang ra những cái nơi uy tín chuyên nghiệp làm máy scan, có kinh nghiệm sửa chữa máy scan lâu năm, người ta kiểm tra sửa. Chứ các bạn đừng có mang ra những cái chỗ mà không chuyên, người ta báo giá rẻ nhưng mà đôi khi là người ta không chuyên, đến lúc người ta không sửa được mà người ta còn làm cái máy của các bạn hư nặng hơn. Cái này là mình nói thật, xin lỗi các bạn có thể đụng chạm tới ai đó thì xin lỗi, mình cái đó mình xin lỗi trước. Nhưng thực tế đây mình làm hàng ngày, mình chứng kiến rất là nhiều khách hàng của mình mang máy tới sửa. Có nhiều khách mang qua, khi bị lỗi mang qua mình sửa liền ấy, thì nó nguyên cái bệnh của nó đó, thì mình sửa rất là nhanh và chi phí rẻ. Nhưng cũng có nhiều khách hàng mình báo giá cũng có, mình cao hay rẻ thì mình không có biết, nhưng mà khách hàng lại mang qua chỗ khác thì mình biết chắc báo cáo rẻ hơn. Nhưng đến lúc sửa không được, một tuần sau hơn tuần sau mang lại ngược trở lại mình, đến lúc mình kiểm tra mình phát hiện ra là sửa rất tùm lum rồi, thậm chí ráp vào còn ráp linh tinh này nào đó nữa. Và khi sửa lại thì độ chi phí này rất là cao. Không phải là mình vẽ vời gì hết, nhưng thực sự là còn làm hư thêm đấy các bạn, và tốn tiền nhiều hơn. Thay vì lúc đầu mang qua mình chỉ tốn bằng đó, nhưng mà về sau còn tốn gấp mấy lần. Cái này là mình nói thật. Mình không phải là mình kêu các bạn là hư hỏng máy phải mang qua mình sửa, nhưng mình chỉ khuyên các bạn sử dụng những dòng máy cao cấp, những cái dòng máy đắt tiền, những cái dòng máy mà cần cái sự mà kiểu như là nó hơi cao hơi ấy thì xíu xíu ấy, thì mình khuyên các bạn nên mang ra những nơi uy tín chuyên nghiệp, giá cả thì có thể đắt có thể rẻ tùy vào mỗi bệnh và tùy vào mỗi nơi và tùy vào linh kiện, tùy thời điểm nữa. Nhưng quan trọng nhất là cái gì? Người ta làm được, làm chuẩn cho các bạn nhé. Đó, cái đó là cái là mình chia sẻ thật là tình để tới các bạn, vì mình đã gặp rất là nhiều và nhiều khách hàng đã trả giá rất là nhiều rồi, mang qua cái chỗ khác người ta sửa được còn tốt. Xin lỗi các bạn, có nhiều máy phải bỏ máy luôn, cái máy mua mấy chục triệu gần trăm triệu về sau phải bỏ máy luôn vì không có đồ thay. Còn mang vào hãng thì ok, có thể người ta có đồ thay đấy, nhưng mà xin lỗi các bạn, chi phí thay thế có thể tới vài chục triệu. Cái máy nhỏ nhỏ con như vậy thôi mà chi phí gần trăm triệu đấy các bạn, chứ không phải rẻ đâu. Vậy nên các bạn phải suy nghĩ trước khi các bạn mang đến đâu sửa, phải tìm hiểu người ta có uy tín chuyên nghiệp hay không. Còn mình ở đây, mình ở Sài Gòn, các bạn có máy hư, máy Ken, Fujitsu mà các bạn sử dụng bất kỳ cái lỗi gì hư hỏng, các bạn cứ mang qua mình không cam kết là tất cả các lỗi mình đều sửa được, nhưng mình cố gắng mình làm tốt nhất cho các bạn có thể, và giá cả thì mình cũng cố gắng làm sao cái giá hợp lý nhất, chứ còn mình cũng không biết thế nào đắt thế nào rẻ, nhưng mình cố gắng mình làm cái giá tốt nhất có thể cho các bạn nhé, và làm để cho các bạn yên tâm sử dụng. Vì mình có nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề là sửa chữa máy Ken Fujitsu, và mình cũng bán những dòng này rất là nhiều, nên là mình có được những cái kinh nghiệm về nó. Rồi, mình sẽ Ken thử lần nữa các bạn này. Nãy giờ mình Ken thử là cũng hơi nhiều đấy các bạn, chắc cũng gần trăm trang rồi đó. Trong quá trình vừa Ken, vì mình vừa tâm sự các bạn một xíu thôi. Cái video này là cái video không phải hướng dẫn sửa chữa, mà cái video này mình ngay từ đầu mình nói rồi, là cái video mình quảng cáo là chính thôi các bạn ạ. Vì đối với dòng Fujitsu này không phải đơn giản hướng dẫn sửa, nó rất là phức tạp, lằng nhằng, nó rất mất nhiều thời gian, tại vì nên mình không thể hướng dẫn được, mà mình chỉ có thể kiểm tra trực tiếp và từ từ nghiên cứu và làm thôi, chứ không thể nào mà quay video hướng dẫn sửa chữa các bạn được. Nó không phải là những lỗi phổ biến cụ thể các bạn nhé, và nên các bạn hết sức thông cảm dùm mình, và mình cũng không biết phải hướng dẫn thế nào nữa đó. Và cái thay giấy các bạn này, thay giấy lúc đầu của nó ấy này, bây giờ mình cũng đã phải độ chế lại, mở ra trong mình chế lại mấy cái nhông, rồi mình thay một số cái nhông độ chế cho các bạn, nó thẳng là độ chế thôi chứ còn gì không có rồi đó, bên trong nó bể, nó gãy tùm lum hết rồi. Và mình cũng phải thay thử cái nhông khác mà mình độ chế. Nói chung là hoạt động không tốt như là zin đâu, nhưng đảm bảo để cho các bạn sử dụng ok các bạn nhé. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn có máy scan hư, Fujitsu hư cần sửa chữa cứ mang qua mình, mình sẽ kiểm tra và báo giá các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.